Rồi thậm chí là người ta inbox vào Facebook của anh nhắn là ừ, mày mà ra đường tao bắn mày vỡ sọ. Họ nói là bởi vì anh làm xấu mặt của đàn ông Việt Nam. Thì đó, cho em hỏi một chút là tại sao anh lại quyết định bắt tay vào làm những web drama như vậy? À, đó là một cái cơ duyên. Bởi vì thực ra khi mà anh mới lên Sài Gòn, mới lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái niềm đam mê lớn nhất lúc đó của anh là ca hát. Và anh xây dựng kênh YouTube, sau đó anh đầu tư kinh phí, đầu tư tiền để mà làm rất là nhiều những cái MV ca nhạc khác nhau. Mình cũng mua bài của nhạc sĩ nè, rồi mình cũng quay MV nè. Nhưng mà quay 2-3 năm trời, nguyên cái kênh YouTube của mình xây dựng á, chỉ được chưa tới 4.000 người subscribe. Có nghĩa là mình tốn rất nhiều tiền, rất nhiều công sức, rất nhiều tâm lúc trí. Lúc đó thì anh có thấy nản không? Nản thì không nản, bởi vì mình biết là mình không phải là người có tài năng xuất chúng, mình biết mình đang ở Dạ. đâu. Cho nên là mình cứ nghĩ là mình cứ kiên trì thì sẽ được. Thì tới một thời điểm lúc hôm đó thì Tiến cũng dự định làm một cái MV nữa thôi. Nhưng mà lúc này tự nhiên bên biên tập với lại bên đạo diễn gợi ý là à thôi bây giờ mình làm một cái MV ca nhạc thì thôi mình lồng nội dung phim vào. Anh Tiến thử, anh Tiến diễn xuất luôn coi coi như thế nào. Thì đó là một cái MV mà nó thay đổi anh. Bởi vì khi mà mình bắt đầu vào diễn xuất tự nhiên mình lại thấy là à mình cũng hợp và mình cũng có cái khả năng diễn xuất nhất định. Có nghĩa là chưa hay nhưng mà mình trau dồi thì nó sẽ ổn. Và lúc đó là đã đạt được thành công từ cái clip đó chưa? Lúc đó thì cái lượng tương tác tự nhiên và cái phản hồi của khán giả nó lại tích cực hơn so với các MV trước đó. Dạ. Là mình thấy à thôi cũng được. Thì bắt đầu thôi, không ấy là sau cái đó mình làm một cái phim ngắn đi. À. Thì cái phim ngắn đầu tiên của anh là cái tập thứ 3 trong cái series Đam Mỹ Tiếng Romance. Thì vô tình khi mà anh làm cái đó lên thì hưởng ứng của khán giả rất là tốt. Và cái clip đó được mấy triệu view. Thì mình thấy à có khi nào khán giả yêu thích mình như thế này không? Và từ một cái ý định là làm chỉ một phim ngắn một tập thôi, thì bắt đầu mình mới theo dệt ra là à thôi bây giờ mình sẽ làm thành một cái kịch bản của một cái series 10 tập luôn coi nó như thế nào. Wow. Và trong cái quá trình mình cứ làm hết tập này qua tập khác thì cái lượng sub trên kênh của mình càng ngày càng nhiều, phản ứng hồi của khán giả hình càng ngày càng em tốt. Em để ý bây giờ là khoảng 290 mấy ngàn lượt subscribers. Đúng rồi. Có nghĩa là 2 năm trời mình đầu tư làm MV ca nhạc chưa tới 4.000 sub. Mà chỉ trong vòng 2 tháng làm phim thôi là lúc đó được gần 60.000 sub. Wow, và cho em hỏi thử là thu nhập từ YouTube như thế nào mà anh sản xuất cả một series phim ngắn như vậy hả anh? Thu nhập từ YouTube thì chẳng trả thấm lời vào thiệt đâu cả. Nha, trả lời thiệt nha. Một một tháng của anh nếu mà thu nhập từ YouTube hiện giờ chỉ vài chục triệu đó. Trong khi đầu tư cho một cái sản phẩm phim ngắn đó anh tốn vài trăm triệu. Wow, vậy là chắc là công việc của một dược sĩ bên ngành làm đẹp phải nói là rất là khẩm đúng không? Thì mới có đủ cái chi phí mà sản xuất phim như vậy phải không anh? Tuy nhiên nói từ đầu rồi, nghĩa là công việc của anh phải ổn định thì anh mới bắt dạ. đầu đầu tư qua cho cái mảng nghệ thuật này. Dạ, thì có thể bật mí một chút xíu về thu nhập một tháng, tổng thu nhập khoảng bao nhiêu con số? Tất nhiên là bây giờ đã phải trên bao nhiêu vậy mọi người? Thôi thu nhập của anh bây giờ dưới 100 tỷ một tháng. À, trời ơi mọi người, em đang bị choáng váng. 1 triệu vẫn là dưới 100 tỷ mà. 1 triệu đồng vẫn là dưới 100 tỷ mà. Không, nhưng mà dưới 100 tỷ là nó cũng phải tiệm cận với cái con số đó đó mọi người. Ừ, là khoảng 20 triệu. Thì mới là có đủ tiền để mà làm cả web series như vậy đó mọi người. Anh ơi, anh phải cho em một chút xíu. Mẹ xanh mẹ đổ. Lấy vía nha mọi người, lấy vía một chút xíu để em cũng có được cái thu nhập như vậy. Dạ, nói chung là vui thôi, nhưng mà thực sự là web series đó đã nói là sao ta, nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Tuy nhiên thì nói về khoảng thời gian trước lúc mà mình mới bước chân vào showbiz thì anh cảm thấy khoảng thời gian đó như thế nào khi mà mình nhận được nhiều ý kiến trái chiều như vậy? Nói tới ý kiến trái chiều thì thực ra cái lúc mà anh mới lên Hồ Chí Minh và làm nghệ thuật là các sản phẩm âm nhạc thì cũng chưa có ý kiến trái chiều gì nhiều. Bởi vì người ta cũng chưa quan tâm mình là ai và sản phẩm của mình thực ra cũng có ai xem đâu mà trái với chiều. Nhưng mà nhất là những cái khúc anh đi thảm đỏ nè, rồi anh tham gia những chương trình nè, em rất là muốn hỏi đến những khúc đó. Thật ra cái trái chiều nhiều nhất mà làm cho anh khủng hoảng luôn á, dạ. là cái thời điểm mà anh đạt giải Nam Vương Người Việt Thế Giới dạ. tại Mỹ năm 2017. Dạ. Thì cái đợt đó là em biết là anh nhận cái sự đả kích của hầu hết rất nhiều người luôn. Lên cả fanpage, lên trên tất cả các hội nhóm, ở trên Facebook, rồi thậm chí là người ta inbox vào Facebook của anh nhắn là ừ, mày mà ra đường tao bắn mày vỡ sọ, mày mà ra đường tao đâm mày trời thế này thật thế nọ thế kia. Anh có những người họ nói như vậy hả? Đúng rồi, họ nói là bởi vì anh làm xấu mặt của đàn ông Việt Nam. Một cái người có ngoại hình như anh không thể nào là Nam Vương Người Việt Thế Giới được như vậy, là xấu mặt của đàn ông Việt Nam.
Rồi lúc đó em biết là kể cả anh đi ra anh ăn hủ tiếu hay anh đi vào quán cà phê anh mua thì anh cứ bước vào cái giai đoạn đó là sau lưng mấy bạn anh đi là thấy người ta lên Facebook search coi phải thằng này là cái thằng đó hay không. Người ta chỉ rõ như thế là anh bị stress gần như 5 ngày không. Mình sợ, mình stress và mình sợ mình không dám ra khỏi nhà luôn. Gặp em là em stress 5 tháng luôn á, 5 tuần, 5 tháng luôn chứ, Không 5 dám ngày ra là khỏi quá phòng mà nhanh tới đó. nỗi là ba mẹ anh chị em mà lại gần là mình bị stress mà mình cự với họ luôn á. Có khi nào mà anh bỗng nghỉ quẩn trong cái lúc đó không? Anh cảm thấy mất niềm tin vào mọi Mình thứ không? tại vì cái giai đoạn đó anh là giảng viên đại học. Nó có một Dạ. cái là lúc đó anh đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thì Wow. mình đi dạy lúc đó học trò của mình mấy ngàn người dưới là thầy thế này thầy thế nọ và dạ dạ thưa thưa không thôi. Tự nhiên cái mình bước chân vào showbiz mình đạt một cái giải xong mình lên mạng người ta chửi mình không ra một cái gì. Đó là cái sốc đầu tiên của anh. Có nghĩa là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh chưa bao giờ bị một cái sự xúc phạm to lớn và với một cái số Dạ. đông như thế. Có nhiều người nếu mà ở trong hoàn cảnh đó em nghĩ là họ sẽ thôi luôn, không xuất hiện nữa, hoặc là thậm chí là họ sẽ có những cái hành động tự làm đau bản thân mình đó. Anh cũng đã từng nghĩ tới cái việc là thôi hay là mình trốn về quê. Mình không ở đây nữa, ở đây mình mệt mỏi quá. Nhưng mà lúc đó thì trời lúc đó có một cái giai đoạn 3 ngày đầu tiên là cứ lên đọc hết comment của khán giả. Đọc Người hết ta luôn hả? comment cái gì là mình đọc cái đó và cứ càng đọc là mình càng stress. Bởi vì không có cái comment nào là binh vực mình cả. Mình đọc cả ngàn cái comment chỉ có một hai cái nó ừ thằng này cũng được sao chửi nó dữ vậy bay. Là được một hai cái như vậy thôi còn lại là chửi không ra cái gì. Đấy thì lúc đó mình cũng buồn thì nhưng mà may mắn thay lúc đó cũng có những cái người bên cạnh mình, ví dụ có một số anh chị làm trong showbiz lại nói ừ không sao đâu em, cái này là tổ độ em đó. Tổ độ là sao? Có nghĩa là nhiều người người ta muốn được nhiều người biết đến như thế mà không được. Rồi nhiều anh chị trong nghề lại nói mày may mắn đó chứ không phải là mày xui đâu. Nếu mà nghĩ theo hướng tích cực thì nó sẽ là tích cực, Đúng nó rồi. sẽ theo một cái Thì hướng lúc khác. đó mình mới chợt nghĩ lại những cái điều mà mình dạy sinh viên của mình. Nghĩa Dạ. là khi mà mình chưa va vấp vào vấn đề á, mình đứng mình nói với sinh viên, giảng cho họ về cái đạo lý làm người, giảng cho họ về cái đạo lý sống mình hay lắm. Nhưng mà tới khi mình vừa rơi vào cái hoàn cảnh đó rồi tự nhiên những điều mình dạy người ta mình lại không nhớ. Rồi khi mà các anh chị nói những cái điều thức tỉnh đó mình mới chợt nhớ là à đúng là có những đạo lý như thế và mình đã từng khuyên học trò của mình đã từng khuyên bạn thân của mình đã từng làm một cái chuyên gia tư vấn tâm lý cho nhiều bạn bè xung quanh mà tại Vâng. sao khi mình rơi vào cái hoàn cảnh tương tự mình lại không tự Dạ. xử lý Thế được. thì trong showbiz thì anh thân với ai nhất, và trong thời điểm đó thì ai là những người đã cho anh những cái lời khuyên như vậy? Lúc đó thì anh mới lên Hồ Chí Minh thôi cho nên chưa có bạn bè trong showbiz nhiều như bây giờ, chủ yếu Dạ. là các anh chị làm nhà báo thôi. Dạ. Lúc đó thì có một số anh chị làm báo chí làm nhà báo thương thấy thằng này nó cũng hiền. Rồi cái hôm mà họp báo này nọ cũng có một số anh chị báo chí lại gặp, ủa cái bạn này ở ngoài cũng dễ thương cũng hiền lành mà tại sao lại bị như vậy, thì các anh chị động viên. Thì lúc đó chủ yếu là những cái lời động viên anh nhận được từ là các anh chị làm nghề báo chí nhiều hơn là các nghệ sĩ.